Rồi xin chào mọi người, hôm nay phụ kiện Phúc Việt sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu sản phẩm là bọc vô lăng cao cấp nha. Thì bên em có 3 mẫu sản phẩm là màu vàng, màu đỏ và màu đen, rất là đẹp nha. Mọi người nhìn nè, độ co giãn nè. Nó rất là tuyệt vời, chất liệu là da PU, nó chống gọi là đổ mồ hôi tay nha mọi người. Đặc biệt là rất là thoáng khí, bởi vì mọi người nhìn nè. Rất là nhiều cái đường may, được cái lỗ nhỏ li ti như thế này. Nó đường may rất là đẹp, tỉ mỉ, phần carbon ở đây giúp chúng ta là có thể là bảo quản được phần tay lái rất là đẹp nhé. Thì bên em có 3 màu sắc như thế này, nó sử dụng cực kỳ là an tâm, giá thành rất là rẻ luôn nha. Rồi cách mà để đeo sản phẩm là ở video phía trên giúp em nhé. Thế này là chuyện của video phía trên, rồi chúng ta sẽ thấy nhé. Ở đây là cách để chúng ta gắn cái màu của lăng này, màu xe nha, chúng ta sử dụng nha. Cảm giác mà khi mà chúng ta gắn vào á thì nó sẽ rất là đầm chắc nha mọi người, cầm lái nó sẽ yên tâm hơn, sử dụng nó sẽ tuyệt vời hơn nha. Đó, thì bên em đang có chương trình ưu đãi bán hàng bên TikTok Shop, anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể là mua với đường link miêu tả với em nhé, là có đường link TikTok Shop và website của anh chị, có thể liên hệ trực tiếp qua hotline bên em là 0979 77 893 để có thể mua sản phẩm nhé. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị 24/7 và cực kỳ là hết mình luôn nha mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Đó, 3 màu sắc khác nhau tùy ý chúng ta sử dụng nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đón xem video này và hẹn anh chị ở phiên livestream tiếp theo nha.